Xin hân hạnh giới thiệu đến quý khán thính giả quyển sách Ung thư, tin đồn và sự thật do Ruy Băng Tím thực hiện, nhà xuất bản Dân Trí. Tin đồn số 5: ung thư có thể lây từ người này qua người khác. Khoa học đã chứng minh rằng ung thư không phải là một bệnh truyền nhiễm, tức là một người khỏe mạnh không thể bị lây ung thư từ một người khác. Không có bằng chứng nào cho thấy việc tiếp xúc gần gũi như quan hệ tình dục, ôm, hôn, ăn chung hay thở chung một bầu không khí có thể làm lan truyền tế bào ung thư từ người này qua người khác. Điều trên cũng hoàn toàn hợp lý với hoạt động sinh lý của cơ thể con người. Tế bào ung thư từ người này sẽ là vật thể lạ đối với cơ thể người khác. Chỉ cần một vật thể lạ xâm nhập vào cơ thể của con người thì hệ thống miễn dịch của chính cơ thể đó sẽ nhận diện và tiêu diệt vật thể ấy. Do đó, tế bào ung thư từ một người thông thường sẽ không thể tồn tại được trong cơ thể của người khác. Nhưng các vi khuẩn, virus hay ký sinh trùng đóng vai trò là các yếu tố hay nguyên nhân làm tăng nguy cơ mắc một số loại ung thư thì có thể lây lan từ người này sang người khác thông qua các việc tiếp xúc thân mật như quan hệ tình dục, hôn, ăn chung, vân vân. Một số loại vi khuẩn, virus, ký sinh trùng đó như HPV có liên quan đến ung thư cổ tử cung, âm hộ, âm đạo, tinh hoàn hay một số ung thư ở vùng đầu cổ. EBV, Epstein Barr virus liên quan đến ung thư mũi họng, lymphom ở dạ dày. Virus viêm gan B và C liên quan đến ung thư gan. Vi khuẩn HB, Helicobacter pylori có liên quan đến ung thư dạ dày. Nếu ung thư là một bệnh truyền nhiễm có thể lây từ người này qua người khác thì hẳn chúng ta đã có các trận đại dịch thế kỷ như các bệnh cúm, thủy đậu, bại liệt. Và những người có người thân mắc ung thư hay nhân viên y tế hàng ngày chăm sóc chữa bệnh cho bệnh nhân ung thư chắc hẳn cũng đã dễ dàng mắc ung thư. Sự thật, ung thư không hề lây. Bác sĩ Nguyễn Huỳnh Hà Thu. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe sách nói Ruy Băng Tím, ung thư, tin đồn và sự thật. Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, an khang. Xin chào và hẹn gặp lại.